Xin chào quý vị khán giả thân yêu của bản tin livestream trên fanpage Dự báo Thời tiết VTV. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào quý vị khán giả thân thương của bản tin livestream. Xin chào mọi người ạ. Ngày hôm nay Hà Linh rất vui khi sẽ đồng hành cùng quý vị trong ít phút sắp tới để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thời tiết ngày mai ở cả ba miền trên đất nước. Ngày mai là ngày thứ 5, ngày 12 tháng 10 ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn Lê Dương, chào bạn Phú Thiện, chào bạn Định Mai, xin chào quý vị ạ. Chào bạn Diệp Nguyễn, chào bạn Nguyễn Văn Tường, xin chào quý vị. Rất nhiều những gương mặt quen thuộc ạ, vẫn luôn đồng hành cùng với bản tin livestream trên fanpage. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Hà Linh cũng như là các biên tập viên khác ạ. Xin chào bạn, chào mọi người. Hy vọng là ngày hôm nay quý vị sẽ tương tác thật nhiều với Hà Linh nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc gì về thời tiết ở từng tỉnh thành thì hãy đặt ở phần bình luận. Một lát nữa thì Hà Linh sẽ cố gắng đọc và giải đáp nhiều nhất có thể ạ. Xin chào mọi người. Chào bạn Vinh, chào bạn Văn Mạnh, chào bạn Thanh Tùng. Bạn Nguyễn Văn Tường có bảo Văn Tưởng có nói rằng hôm nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đẹp lắm. Hiện tại Ninh Bình tối nay khá dễ chịu. Thủ đô Hà Nội thì ngày hôm nay cũng là một ngày rất là dịu mát và dễ chịu phải không ạ? Tiết trời đặc trưng của mùa thu, ra đường vô cùng mát, thậm chí là còn thấy hơi se lạnh nữa. Tối nay nếu quý vị ra ngoài thì hãy nhớ mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên thì ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Quảng Nam thì đang bước vào đợt mưa lớn sẽ kéo dài ít nhất là trong 2 ngày tới ạ. Và trọng tâm mưa sẽ là khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế. Tổng lượng mưa thì có thể lên tới từ 200 đến 400mm và có nơi thì còn trên 500mm nữa. Còn với Nghệ An này, Đà Nẵng này hay là Quảng Nam thì lượng mưa sẽ là từ 70 đến 200mm và có nơi trên 300mm. Nguy cơ rất cao sẽ gây ra tình trạng là sạt lở đất này và lũ quét ở khu vực vùng núi. Ngoài ra thì quý vị chúng ta ở vùng trũng thấp hay là các khu đô thị thì cũng cần phải đề phòng với tình trạng ngập úng có thể xảy ra. Ngoài ra thì một đợt lũ cũng sẽ xuất hiện trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Dự báo là đỉnh lũ thượng lưu sông Cả qua Nghệ An, sông La qua Hà Tĩnh và các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế sẽ lên báo động 1 đến trên mức báo động 2 ạ. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận, Tây Nguyên hay là Nam Bộ thì cũng sẽ có điểm mưa to đến rất to với lượng có thể lên tới là 100mm trong chiều và tối mai quý vị nhé. Quý vị cần phải đề phòng với ngập úng ở vùng trũng thấp này, các khu đô thị hay là tình trạng sạt lở đất ở vùng núi. Trước khi chuyển mưa thì ngày mai tại Quảng Ngãi tới Bình Thuận và Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn sẽ có nắng vào trưa ngày mai ạ. Quý vị sẽ có thể cảm thấy hơi nóng một chút khi mà nhiệt độ ngày mai và buổi trưa tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác sẽ tăng lên trong khoảng là từ 31 đến 33 độ. Như vậy là khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa về chiều tối mai, còn trong ngày vẫn sẽ có nắng ạ. Thế còn ở Bắc Bộ thì sao ạ? Có quý vị nào chúng ta đây ở Bắc Bộ không ạ? Ở Bắc Bộ thì khu vực ven biển và đồng bằng, quý vị lưu ý nhé, khu vực ven biển và đồng bằng sẽ chuyển mưa vào ngày mai ạ. Ngày mai những khu vực này thì sẽ có mưa, vì thế mà nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác sẽ giảm xuống dưới 28 độ, thời tiết rất mát mẻ ạ. Còn khu vực vùng núi thì vẫn sẽ có nắng vào ngày mai, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút, trong khoảng là từ 29 đến 30 độ, nhưng mà vẫn rất là dễ chịu. Miền Bắc thì ngày mai sẽ bắt đầu có mưa rồi, nhất là ở khu vực ven biển và đồng bằng. Nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 28 độ. Vùng núi thì vẫn có nắng và từ 29 đến 30 độ. Thời tiết miền Bắc trong những ngày này có lẽ đẹp nhất trên cả nước luôn ạ. Rất là mát mẻ và dễ chịu ạ. Đó là thời tiết chung ở cả ba miền. Vậy thì không biết quý vị chúng ta có những thắc mắc gì về ở từng tỉnh thành nào thì bây giờ Linh sẽ cùng đọc và trả lời cho quý vị nhé. Mình thấy rất nhiều những bình luận của quý vị. Cảm ơn quý vị đã tương tác rất nhiều. Đà Nẵng tuần này thời tiết xấu quá. Dạ vâng, ngày mai thì Đà Nẵng cũng sẽ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng ạ. Sơn La ngày mai, bạn Bùi Ngọc hỏi về Sơn La đúng không ạ? Tại Sơn La thì ngày mai sẽ không có mưa đâu ạ. Mức nhiệt tại Sơn La thì trong khoảng là từ 19 đến 26 độ. Về đêm và sáng sớm thì bạn sẽ có thể cảm thấy se lạnh đấy ạ. Có hai bạn khán giả hỏi về Bắc Ninh, là bạn Thanh Xuân Đỗ và bạn Tạ Đức Tùng, ngày Bắc Ninh ngày mai như thế nào? Hai bạn thân mến, tại Bắc Ninh thì không có mưa trong ban ngày, còn về chiều thì có thể sẽ có lúc có mưa.
Nhiệt độ tại Bắc Ninh thì sẽ không vượt quá 28 độ, rất là mát mẻ và dễ chịu ạ. Hà Tĩnh 2 ngày tới thì sẽ ở trong vùng sẽ có mưa đấy ạ. Như tại Hà Tĩnh thì sẽ có mưa vừa, mưa to và dông vào ngày mai này. Nhiệt độ thì nhờ có mưa nên sẽ không vượt quá 25 độ. Rất là mát và thậm chí là còn cảm thấy lạnh nữa đấy ạ. Do là có mưa nên quý vị chúng ta ở khu vực này thì cũng cần lưu ý là đề phòng với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Miền Bắc bao giờ mưa? Ngày mai thì miền Bắc ở vùng đồng bằng và ven biển sẽ bắt đầu có mưa rồi ạ. Hải Phòng ngày mai sao? Tại Hải Phòng thì ngày mai sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Nhiệt độ tại Hải Phòng thì không quá 26 độ. Hải Dương ngày mai có mưa không? Bạn Phan Nguyễn thân mến, tại Hải Dương thì ngày mai sẽ không có mưa, nhưng mà về chiều thì sẽ có lúc có mưa vừa và dông ạ. Ban ngày thì trời không mưa. Nhiệt độ tại Hải Dương thì sẽ không quá 28 độ. Về nhiệt độ thì quý vị ở miền Bắc sẽ không cần phải lo lắng đâu ạ, tại vì thời tiết rất là mát mẻ và dễ chịu. Một số nơi có mưa thì còn cảm thấy hơi se lạnh một chút nữa. Hà Nội ngày mai, bạn Quốc Đạt ơi, tại Hà Nội thì đêm nay không có mưa này, còn ngày mai sẽ có lúc có mưa rào và dông đấy ạ. Nhiệt độ tại Hà Nội thì trong khoảng là từ 24 đến 28 độ. Thái Nguyên, tại Thái Nguyên thì ban ngày thì không có mưa nhưng mà đến chiều thì trời sẽ có lúc có mưa. Mức nhiệt tại Thái Nguyên thì sẽ không quá 28 độ. Đà Nẵng ngày mai còn mưa to không nhỉ? Bạn Phú Thiện ơi, tại Đà Nẵng thì ngày mai vẫn là một trong những nơi mà nằm trong vùng sẽ có mưa. Ngày mai tại Đà Nẵng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông đấy ạ. Khi mà ra ngoài thì quý vị nhớ lưu ý là hãy mang theo ô và áo mưa nhé. Hà Nam, Lý Nhân. Tại Hà Nam thì ngày mai trời sẽ không có mưa này. Đến chiều thì sẽ có lúc có mưa vừa và dông ạ. Mức nhiệt tại Hà Nam thì không quá 27 độ. Bắc Ninh ngày mai có mưa không? Bắc Ninh ngày mai về chiều sẽ có thể có mưa. Đồng Hới, Quảng Bình. Bạn Thùy Trang thân mến, tại Đồng Hới, Quảng Bình thì ngày mai cũng sẽ tương tự là sẽ có mưa vừa, mưa to và dông vào ngày mai ạ. Nhiệt độ tại Đồng Hới thì sẽ không quá 27 độ. Quảng Nam ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa đấy ạ. Thanh Hóa thì đêm nay không mưa, ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa vừa, mưa to và dông ạ. Mức nhiệt tại Thanh Hóa thì phổ biến trong khoảng là 24 đến 27 độ. Hà Tĩnh ngày mai cũng sẽ có mưa. Hưng Yên thì có mưa về chiều tối ạ. Hải Phòng cũng tương tự là sẽ có mưa về chiều tối. Bắc Ninh và Ninh Bình đều như vậy ạ. Nhìn chung là các tỉnh thành ở ven biển và khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì ngày mai sẽ chủ yếu là sẽ có mưa về chiều tối ạ. Hưng Yên ngày mai sẽ có mưa về buổi chiều đấy ạ. Hải Phòng cũng thế ạ. Bắc Cạn thì không có mưa đâu, ngày mai thì trưa chiều trời sẽ có nắng ạ. Nhiệt độ tại Bắc Cạn thì cao nhất sẽ là 29 độ, nhỉnh hơn các nơi khác một chút tại vì ở đây sẽ không có mưa ạ. Ninh Bình ngày mai cũng sẽ có mưa về chiều đấy ạ. Từ chiều trở đi là sẽ có thể xuất hiện những cơn mưa và dông. Nam Định thì trong ngày thì không có mưa đâu, nhưng mà từ chiều mai thì sẽ có lúc có mưa vừa và dông ạ. Quảng Ngãi ngày mai cũng sẽ nằm trong vùng có mưa nên là ngày mai tại Quảng Ngãi sẽ có lúc có mưa rào và dông bạn ạ. Nhiệt độ tại Quảng Ngãi thì sẽ không quá 28 độ. Mưa thì nhược điểm một cái là khi mà đi ra ngoài rất là bất tiện phải không quý vị, nhưng mà bù lại thì thời tiết rất là mát mẻ và dễ chịu. Chỉ khổ cho mọi người đi học đi làm có thể sẽ gia tăng tình trạng tắc đường nữa. Cùng với khu vực Tây Nguyên thì như tại Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là Đà Lạt thì đêm không mưa này, ngày có nắng, về chiều tối và tối sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Nhiệt độ các thành phố ở Tây Nguyên thì sẽ không nơi nào vượt quá 31 độ. Quý vị lưu ý là nếu chúng ta ở khu vực này thì về chiều tối ngày mai sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ.
thời tiết tại Bắc Giang như thế nào. Bạn Hoàng Thị Tuyết ơi, tại Bắc Giang thì đêm nay không có mưa, ngày mai sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Nhiệt độ tại Bắc Giang cao nhất sẽ là 28 độ. Bao giờ mới rét? Hiện tại thì trời mới chỉ đang mát thôi, nhiệt độ có giảm xuống một chút nhưng mà chưa đến mức rét đâu ạ. Rét thì chắc phải có chờ một thời gian nữa. Việt Trì Phú Thọ thì ngày mai không có mưa ạ. Nhiệt độ tại đây thì sẽ phổ biến trong khoảng là 24 đến 27 độ. Biên tập viên không nhìn thấy Ninh Bình. Bạn ơi, chắc là cái bình luận này là từ trước đúng không ạ? Tại vì Hà Linh phải đọc một lượt thì mới đến bình luận của mọi người, nên là mọi người bình tĩnh nhá. Linh sẽ cố gắng giải đáp nhiều nhất có thể ạ. Mọi người có thể kiên nhẫn một chút. Tại vì có rất là nhiều bình luận nên Hà Linh sẽ đọc không thể nào nhìn thấy hết được. Nghệ An có mưa không? Nghệ An ngày mai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông đấy ạ. Bắc Giang thì trong ngày cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Cao Bằng thì ngày mai sẽ không có mưa. Nhiệt độ tại Cao Bằng thì cao nhất sẽ là 28 độ. Dịu mát ạ. Quảng Ninh ngày mai cũng sẽ là nơi mà có mưa rào và dông đấy ạ. Nhiệt độ tại Quảng Ninh thì sẽ không quá 28 độ. Quý vị lưu ý là những thành phố ở vùng đồng bằng và ven biển miền Bắc ngày mai sẽ có chuyển mưa. Tập trung thì sẽ là mưa từ chiều trở đi. Có những nơi thì sẽ mưa bất chợt trong ngày nữa ạ. Hà Nội ngày mai sẽ có mưa đấy ạ. Đắk Lắk thì về chiều tối ngày mai cũng sẽ có mưa rào và dông ạ. Trong ngày thì trời vẫn sẽ có nắng. Thái Bình trong ngày thì không có mưa, còn từ chiều sẽ bắt đầu có lúc mưa vừa, mưa to và dông ạ. Thủ đô Hà Nội thì trong ngày sẽ có lúc có mưa rào và dông. Nam Định cũng tương tự ạ. Thanh Hóa ngày mai sẽ có mưa to, mưa vừa và dông đấy ạ. Thái Bình thì từ chiều mai cũng sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Cao Bằng thì ngày mai sẽ không có mưa đâu ạ. Khu vực vùng núi thì sẽ vẫn có nắng, không có mưa, nhiệt độ thì nhỉnh hơn, trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Còn khu vực đồng bằng và ven biển thì ngày mai ở miền Bắc sẽ chuyển mưa. Thái Nguyên thì từ chiều mai cũng sẽ có mưa đấy ạ. Đà Nẵng thì ngày mai cũng sẽ có mưa to và dông quý vị ạ. Hà Tĩnh cũng thế ạ. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế thì ngày mai sẽ đều có mưa. Thái Nguyên cũng sẽ có mưa về chiều mai ạ. Lạng Sơn ngày mai cũng sẽ có lúc có mưa đấy bạn Trường Oanh ạ. Hà Tĩnh có mưa bạn Phan Quốc Anh nhé. Hà Tĩnh thì sẽ có mưa vừa, mưa to và dông ạ. Vùng núi Thanh Hóa ngày mai cũng sẽ có mưa và cần đề phòng với hiện tượng sạt lở đất và lũ quét ạ. Hà Tĩnh ngày mai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông đấy ạ. Lạng Sơn thì không mưa ạ. Quảng Bình thì ngày mai cũng có mưa vừa, mưa to và dông quý vị ạ. Một số nơi khác ví dụ như là tại Biên Hòa chẳng hạn thì đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, sáng thì trời có nắng gián đoạn này. Trưa chiều tối mai thì sẽ có mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa và mưa to ạ. Trong cơn dông thì quý vị chúng ta cần đề phòng với gió rất mạnh và sấm sét. Phú Quốc thì đêm nay cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày chỉ có nắng gián đoạn nên trưa chiều tối thì quý vị cần lưu ý với những cơn mưa có thể đi kèm theo dông ạ. Nam Định ngày mai từ chiều sẽ bắt đầu có mưa đấy ạ. Bắc Ninh cũng tương tự ạ, sẽ có mưa về chiều mai. Hà Nội cũng sẽ có mưa vào ngày mai ạ.
Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam vào ngày mai thì sẽ bước vào đợt mưa lớn, nên là quý vị chúng ta nếu ở khu vực gần sông suối thì cần lưu ý là sẽ có một đợt lũ xuất hiện trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Dự báo là đỉnh lũ thượng lưu sông Cả qua Nghệ An này, sông La qua Hà Tĩnh và các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế sẽ lên mức báo động 1 đến trên mức báo động 1. Quý vị chúng ta nếu ở quanh khu vực sông suối thì cần lưu ý đến những dấu hiệu nguy hiểm. Ví dụ như là nghe thấy âm thanh lạ ở trong lòng đất này, hay là thấy những vết nứt trên tường hay là trên cửa, hoặc là thấy cây cối rung chuyển thì quý vị chúng ta cần phải di chuyển ngay lập tức quý vị nhé. Sơn La thì ngày mai trời không có mưa đâu ạ. Tại Sơn La nhiệt độ trong khoảng là từ 19 đến 26 độ. Thành phố Hội An, bạn Văn Vũ ơi, tại Hội An thì ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to và dông ạ. Mức nhiệt tại Hội An thì trong khoảng là từ 25 đến 28 độ. Hải Phòng cũng sẽ có mưa từ chiều mai ạ. Huế thì cũng sẽ là nơi mà có mưa vừa mưa to và dông vào ngày mai. Hải Phòng cũng có mưa về chiều tối mai ạ. Quảng Ngãi cũng sẽ tương tự là sẽ có mưa rào và dông vào ngày mai. Quảng Ninh và Hải Phòng thì đều là những nơi ở ven biển nên ngày mai sẽ có mưa từ chiều ạ. Hưng Yên thì trong ngày sẽ không có mưa, về chiều tối bắt đầu mới có mưa ạ. Gia Lai sẽ có thể xuất hiện mưa về chiều tối ngày mai đấy ạ. Phú Thọ cũng tương tự ạ, sẽ có mưa từ chiều ngày mai. Hà Nội thì ngày mai cũng sẽ có mưa rào và dông trong ngày ạ. Bình Thuận thì ngày mai sẽ có thể có mưa về chiều tối ạ. Thái Bình cũng vậy ạ. Hà Tĩnh thì ngày mai là một trong những nơi mà sẽ có mưa to và dông đấy quý vị ạ. Quảng Bình cũng tương tự luôn ạ. Linh xin phép sẽ được điểm qua lại thời tiết chung ở cả ba miền trên đất nước ngày mai. Vì để trả lời từng tỉnh thành thì Hà Linh sẽ không nào trả lời hết được. Nên là sẽ tổng kết lại một chút để quý vị có thể nắm được tình hình chung về thời tiết ngày mai nhé. Ngày mai thì ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam sẽ bước vào đợt mưa lớn ạ. Quý vị ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam lưu ý nhé. Ngày mai sẽ có mưa lớn này. Trọng tâm mưa sẽ là khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa có nơi thì có thể vượt trên 500 mm cơ ạ. Mưa rất to ạ. Còn với Nghệ An này, Đà Nẵng và Quảng Nam, lượng mưa sẽ là từ 70 đến 200 mm và có nơi trên 300 mm. Trong mưa thì quý vị chúng ta cần đề phòng với các hiện tượng nguy hiểm như là sạt lở đất hay là lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị. Còn với khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng sẽ có điểm mưa rất to với lượng mưa trên 100 mm trong chiều và tối mai quý vị nhé. Quý vị cần đề phòng với các hiện tượng như là ngập úng ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị và sạt lở đất ở vùng núi ạ. Trước khi chuyển mưa thì ở nhiều nơi ở khu vực từ Quảng Ngãi tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ có nắng vào trưa ngày mai. Quý vị sẽ cảm thấy nóng khi mà nhiệt độ tại các nơi này sẽ trong khoảng là từ 31 đến 33 độ. Còn với miền Bắc thì ngày mai khu vực ven biển và đồng bằng, quý vị lưu ý nhé, khu vực ven biển và đồng bằng sẽ chuyển mưa vào ngày mai. Nhiệt độ từ thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ giảm xuống dưới 28 độ, thời tiết rất mát mẻ ạ. Còn với vùng núi thì ngày mai vẫn sẽ có nắng và ít nơi có mưa, nên là nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn một chút trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Nhìn chung thì miền Bắc ngày mai là một trong những nơi mà có thời tiết dễ chịu nhất. Và toàn cả ba miền trên đất nước ngày mai sẽ đều có mưa. Miền Bắc thì mưa từ chiều ngày mai và có nơi thì mưa bất chợt trong ngày. Khu vực từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi, Quảng Ngãi tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa về chiều tối. Còn với Nghệ An đến Quảng Nam thì ngày mai sẽ có mưa to và dông ạ. Và đó là những thông tin mà Hà Linh muốn gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là với những gì mà Hà Linh vừa cung cấp cho quý vị có thể giúp quý vị lên kế hoạch thật tốt vào ngày mai để chúng ta đi học và đi làm. Ngày mai thì nhiều nơi sẽ đều có mưa. Quý vị chúng ta trước khi đi ra ngoài hãy nhớ mang theo ô và áo mưa để tránh là bị ướt nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Linh trong ít phút giờ vừa qua. Giờ đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người.